Không, dĩ nhiên đạo Phật không tin cái thượng đế và các cái một cái thế lực siêu nhiên có thể chi phối hết mọi thứ, kiểu là bắt phong trần phải tham phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Giáo lý của Phật giáo là không chấp nhận. Một cái nguyên nhân đầu tiên, một cái thế lực siêu hình mà Đức Phật chỉ sao ạ? Quy định cái gì? Duyên khởi và nhân quả. Đức Phật chứng ngộ cái giáo lý duyên khởi mà thành Phật mà. Cho nên cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Mình phải làm cái nhân gì thì mới có cái quả này. Vậy thì cái phạm hạnh ở đây trong triết lý của Phật giáo có phải là Bà La Môn hay là một đấng thượng đế thần linh nào không? Chắc chắn là không. Nhưng mà thánh hạnh của Đức Phật ở đây không gắn liền với thượng đế, phạm linh, thần, phạm thiên hay thần linh. Nhưng phạm hạnh có nghĩa là giới đức, là giới hạnh của bậc thánh, mà chính cái giới đức, cái đức hạnh của bậc thánh này làm cho mình có gì ạ? Có giá trị cho bản thân và cho tha nhân. Vậy thì không cần dùng một cái danh từ mới, một cái định nghĩa mới để mà tẩy chay, để mà phản đối, để mà phủ nhận một cái tôn giáo mới, mà Phật giáo đã khéo léo đưa cái nội hàm rất mới mẻ vào trong cái danh từ đã rất quen thuộc đối với các tôn giáo thời đó. Và Đức Phật sao giới thiệu cho họ một cái khái niệm mới, một cái chân lý mới ở đây, là cái phạm hạnh chính là bát chánh đạo, là cái cách, là cái phương pháp đó. Như ngay từ đầu tôn giả Phù Di nói đó, phạm hạnh chính là cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là gì mà ai mà không trả lời được, mình chắc cô dạy tiện luôn quá. Lớp giáo lý của mình có tên là bát chánh đạo đó. Trong Zoom có ai kể được bát chánh đạo theo thứ tự cho sư cô nghe không? Rồi, trong Zoom ngủ hết rồi hả? Ở đây mình nhớ không? Chánh, chánh kiến, chánh gì? Chánh tư duy, đúng rồi, chứ gì nữa? Ừ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Tới luôn. Chánh tinh tấn. Còn hai cái cuối rồi đó. Giỏi, nãy giờ mới chịu nói đó. Đây là người mà điểm cao nhất trong khóa Phật học phổ thông lần 2, phải không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là 8 cái con đường mà tu thành Phật đó. Là 8 cái phương pháp mà Đức Phật dạy mình tu thành Phật. Thấy không? Rồi, giỏi quá, trong Zoom bắt đầu trả lời rồi nè. Giờ chị Đài Trang này là copy Google ra hay tự trả lời đó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Copy Google ra đúng không? Rồi, tán dương công đức quý Phật tử ha, trúng rồi nha. Đó, thì phạm hạnh đây chính là bát chánh đạo. Mà miễn mình tu theo bát chánh đạo thì mình chắc chắn sao ạ? Chắc chắn là có giác ngộ, có giải thoát, có bình an, dù mình có cầu nguyện hay không cầu nguyện. Bây giờ Phật tử nào ngồi đây, đang ngồi đây với cô mà còn chưa biết bát chánh đạo là gì, thì lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu, vô lại cái bài Phật học phổ thông, nghe lại 8 bài về bát chánh đạo này của sư cô được không? Dạ, cô giảng rất là kỹ suốt 1 năm trời. Cho nên mình nghe lại là mình sẽ biết là cái căn bản của người Phật tử mình tu cái gì. Lúc đó quý vị có cầu an hay không cầu an, quý vị biết chắc chắn là mình sẽ rất bình an. Thật sự luôn. Đây là cái phương pháp mà ngày xưa Đức Phật mình đã thành Phật, thì chúng ta cũng sẽ có được bình an và thành Phật như vậy. Vậy ở đây mình hiểu được, như là cái bài đầu tiên cô đã giới thiệu quý vị rồi đó, kinh không có mâu thuẫn mà là do mình chưa hiểu hết được kinh. Giống như quý vị hôm nay về có ai mà tụng bài kinh Phổ Môn, thấy là niệm danh hiệu Quán Âm thì vào lửa không bị cháy, xuống nước không bị chìm. Đừng có dại dột không biết bơi mà lao hẳn xuống nước nha, chết chắc. Hoặc là mình không mang đồ bảo hộ, mình lao vô đám cháy bằng một cái niềm tin không niệm Quán Âm Bồ Tát Nhất Tâm, cháy không? Dạ, phiền cho mấy anh cứu hỏa lắm. Cho nên là tụng kinh đừng có làm liều. Ngày xưa có một người, sư cô biết luôn, tụng kinh Pháp Hoa tới cái phẩm 23 Dược Vương, Dược Thượng Bồ Tát, mà chặt ngón, đốt ngón tay á, đốt một cánh tay trong phước trang nghiêm để cúng dường Đức Phật suốt 100.000 năm. Về nhà đốt ngón tay xong giữa trường phỏng qua đi cấp cứu luôn, nóng quá đâu chịu nổi. Cho nên đừng làm tù lao như vậy nha. Cái nguyện lực, cái định lực của mình chưa có mà mình cứ tin nghĩa đen chữ trắng như vậy là không được. Nước ở đây á, trong nhà Phật mình á, đây là cái ngôn ngữ hình tượng, trong các kinh Đại Thừa là cái ngôn ngữ hình tượng rất nhiều tầng lớp. Niệm Phật Quán Âm vào nước không chìm, nước ở đây là nước tham ái đó quý vị. Cái tham ái nó mới lôi trôi mình đi trôi lăn xấu nẻo nè. Mình niệm Quan Âm để mắt sáng, lòng sáng, mình thấy đó, mình không đắm nhiễm, mình không bị khổ đau trong ái dục, trong trầm luân, không chết lên chết xuống vì thất tình khổ sở. Cái đó mới gọi là vào nước không chìm đó. Mình yêu thì mình cứ yêu hết lòng, người ta phụ bạc mình thẳng đường mình tiến tới, mình yêu người khác. Đâu phải có người vui lắm. Hôm qua cô mới tụng thời kinh, cô mới nghe một chị kia, chị nói gì ta? Vấn đáp Phật Pháp mà hỏi cô là sao con với anh đó đi chùa cầu nguyện mà Phật không gia hộ cho con, giờ con với anh chia tay nhau rồi. Cô cũng tội nghiệp cho ông Phật ghê. Cô đọc xong mà cô không biết trả lời sao luôn á.
Kiểu như là khi chưa yêu con đi tìm Bồ Tát để hỏi về vị ngọt của tình yêu, khi yêu rồi con đi tìm Bồ Tát mượn bát vàng để đựng nước mắt tình yêu. Y chang cái bài này hôm qua cô tính trả lời câu thơ này cho chị đó, rồi mà cô sợ chị giận cô luôn cho nên không nhớ trả lời. Không phải là mình niệm Phật Quan Âm rồi là mình vô nước, là mình nhảy xuống nước, mình không biết bơi là mình không chìm, mà không chìm trong cái nước tham ái này nè. Lỡ dại rồi, bị người ta phụ bạc rồi thì sao ạ? Tỉnh táo lên, người đi, một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi để lại xài. Đó, chứ không phải một nửa hồn tôi hóa dại khờ là xong luôn rồi, tự nhiên dở điên dở khùng không? Một nửa hồn tôi để lại xài. Cho nên cô nói mấy vụ tình cảm này, đó là cái nước tham ái đó. Còn vô lửa không bị cháy là sao? Lửa này là lửa sân hận nè. Niệm Bồ Tát Quán Âm rồi sửa tâm sửa tính cho bớt giận. Hôm qua kể với chị Trinh nghe đó, cái chuyện cái chị kia, chị gửi cúng dường, tưởng chị cúng cầu an đầu năm đó, chị ghi danh gia đình, chưa nói bữa trước con ghi danh cầu an rồi, chứ bữa nay con cúng dường rằm tháng giêng mà con cầu một cái khác được không cô? Nó chị muốn cầu cái gì? Nó cô cầu cho con bớt nóng tính đi. Cô nói bỏ tay, chị cúng 50.000 chứ chị cúng 5 triệu quên, cô cũng không cầu được luôn. Cúng cô trong khóa tu 50.000, nguyện cho cô là cầu cho con bớt nóng tính được không quý vị? Nóng tính là mình phải sửa cho bớt nóng chứ sao cô cầu bạn hết được, thấy không? Không được, có nhiều cái cầu kỳ lắm đó, có nhiều cái điện thoại tư vấn nó cũng éo le vậy lắm. Cho nên vào lửa không bị cháy là lửa tham này nè, mình phải chuyển hóa từ từ. Bữa trước mình chưa biết đạo, người ta nói mình giận, người ta nói một câu không vừa ý là mình phản lại liền. Bây giờ mình biết đường thì mình sao mình nhịn đó. Một điều nhịn chính điều lành, đi làm kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Kệ chị đi, tôi hết giờ tôi về, tôi kiếm đủ tiền nó xài là được đó. Như vậy thôi thì mình biết là mình đó, sao đó vào lửa là không cháy đó. Bà đã bấm đốt cho mình cái mùi lửa rồi đó. Đừng nha, nay em khác rồi chị Tám. Nay em đi chùa về không còn là em của ngày hôm qua nữa chị. Em chấp chị luôn đó, em ứ giận chị đó. Vậy mới là niệm Phật Quan Âm thành tựu, hiểu không? Chứ không phải là đi về rồi lao vô lửa. Cho nên mình ở đây cô nói cái bài kinh này nó rất là gây hiểu lầm. Nhiều cái hiểu lầm khi mà Phật tử mà đọc kinh mà không có hiểu, rồi nói là mê tín dị đoan hay Phật dạy những cái gì nó không có thật ở hiện tại, không có. Tại vì mình hiểu chưa tới thôi. Cái hiểu của mình nó mới tới đó. Còn cái trí Phật thì nó vô biên, vô ngại, tùy căn cơ, tùy trường hợp. Cho nên mình chịu khó mỗi lần mình nghe chút ha.